Trần Văn Sửu đi thăm ruộng từ hồi trưa. Buổi chiều anh ta mới lon ton trở về nhà. Anh ta ở dòng Ké mà làm ruộng của bà Hương Quảng Tồn ở dưới dòng Phú Tiên, cho nên bận đi cũng vậy, mà bận về cũng vậy, phải đi khúc lộ Càng Long lên trên Vũng Liêm, chứ không còn đường nào khác để đi. Anh ta mặc một cái áo đen nhùng nhục, một cái quần vắng mà đứt tả tơi, đầu bịt trùm một cái khăn rằn, miệng thì ngậm trầu một bún, tay mặt cầm một khúc cây cốc, tay trái xách một sâu hai con cá lóc với ba bốn con cá rô. Đi thăm ruộng thấy ruộng trúng mùa, lúa gần chín mà lại bắt được ít con cá, bởi vậy anh ta đi về mà mặt mày hân hoan, trong lòng vui vẻ lắm. Hai đứa con lớn của anh là thằng Tý với con Quyên đang ngồi nhồi đất nắng trâu chơi giữa sân. Chúng nó thấy ba về thì lật đật đứng dậy. Con Quyên chạy ra ôm bắp vế, còn thằng Tý thì lấy sâu cá và lên tiếng hỏi anh: "Cá đâu ba bắt vậy ba?" Bắt ở trong ruộng chứ đâu. Mà sao ngồi ngoài nắng vậy con? Không sợ nhức đầu hả? Hư quá đi. Trời đất cát, hai anh em mặt mày tèm lem à. Nè, đem cái sâu cá vô cất đi con, để mà ba tắm cho con Quyên. Thằng Tý ở trần trùng trục, mặt mũi quằn quện, hai bàn tay đầy bùn đất còn dính cục. Nó xách cái sâu cá lăng xăng chạy vô trong nhà. Trần Văn Sửu nắm tay con Quyên đi tới cái khạp nước giữa hè, rồi mới cởi áo con nhỏ ra múc nước xối mà tắm cho nó. Anh ta kỳ tay kỳ chân và gội đầu cho nó xong rồi mới thay quần áo cho nó. Thằng Tý cũng chạy lại múc nước xối ào ào, thì anh kéo con Quyên ra và lên tiếng nói: "Nè nè, con xích ra đằng kia tắm chứ, con đứng gần con xối nước ướt hết mình ba còn gì." Thằng Tý nó nhe răng ra cười, rồi nó múc nước chạy lại đứng dưới gốc cây chùm ruột mà xối tiếp tục. Anh Sửu kỳ cọ cho đứa nhỏ sạch sẽ rồi mới quay sang gội đầu cho thằng lớn. Con Quyên thấy cha nó bỏ nó mà tắm cho anh nó thì nó chạy vô trong nhà. Anh Sửu gội đầu cho thằng Tý xong rồi anh mới lủi thủi đi vô trong nhà sau. Lúc đó thì Thị Lựu là vợ của anh Sửu, mình mặc một cái quần lãnh đen, một cái áo vải đen còn mới, đầu thì chải láng muốt, răng thì đánh trắng nõn, tay đeo một đôi bông có nhận hột thủy tinh, cổ thì đeo một sợi dây chuyền có trái tim treo nhõng nhảnh, tay mặt có đeo một chiếc đồng trơn, tay trái đeo một cái niệt chỉ. Thị đang bồng đứa con nhỏ nhất đứng giữa cửa, thấy chồng đi về đã không thèm hỏi mà còn nguýt dài một cái nữa. Anh Sửu lột khăn rằn bịch lên trên đầu, lau mặt, rồi mới lại bộ ván kéo khay trầu đứng têm mà ăn. Anh ta mới lên tiếng nói với vợ: "Nè, ở nhà sao không chịu la mà sắp nhỏ, để tụi nó chơi đất chơi cát mà dơ dái quá vậy." "Chơi giống gì mà dơ dái, thứ con nít nó thích thế thì nó chơi, giỏi sao không ở nhà đó mà giữ nó đi." Anh Sửu nghe vợ nói thì nín khe, bỏ đi thẳng vô nhà sau. Anh ta thấy bếp núc lạnh tanh mà sắc mặt không có chút giận nào hết. Anh lẳng lặng xách nồi đi xúc gạo đem đi vo, rồi nhúm lửa bắt lên mà nấu cơm. Thị Lựu không thèm bước vô trong bếp, chỉ có thằng Tý với con Quyên sẵn bẩn một bên cha nó mà thôi. Anh Sửu lên tiếng hỏi thằng Tý: "Nè, má có ăn trước không vậy con?" "Dạ không, má mới bồng em đi chơi nãy rồi." Sửu nghe vợ đi chơi thì cũng lặng thinh chứ không thấy lộ sắc giận. Anh kêu thằng Tý coi chụm lửa, còn anh thì xách sâu cá đem ra hè mà ngồi làm, rồi bỏ vô nồi mà nấu. Tới chừng cơm cá đã chín hết rồi, anh mới kêu thằng Tý: "Tý, con chạy đi kiếm má về ăn cơm đi con." Thằng Tý nó chạy đi, con Quyên đói bụng đòi ăn trước, cho nên anh bới cho nó một chén cơm, chan ít muỗng nước cá vô rồi đưa cho nó ăn. Con Quyên ngồi dựa bên cha mà ăn cơm, có con mèo mướp lẩn quẩn một bên, cạ lưng vào cánh tay của nó mà trong cổ thì kêu lên khò khè. Anh Sửu nằm ngay trên võng, mắt nhìn con ăn cơm coi bộ anh vui lắm.
Cách một hồi lâu thằng Tí nó chạy về, thì Lựu cũng bồng con về sau. Anh Sửu dở cơm múc cá, rồi vợ chồng con cái xúm lại mà ăn cơm với nhau. Tuy thị Lựu trang điểm mà đi dạo sớm để chồng tắm rửa cho con, để chồng nấu cơm làm cá, nhưng mà chừng ăn cơm rồi thì chị ta cũng biết bưng chén dĩa đi rửa, chứ không bắt chồng làm công việc đó nữa. Trong khi vợ dọn dẹp sau bếp thì anh bồng đứa con nhỏ hết ra đứng chơi trước sân. Thằng Tí với con Quyên thì sẵn bẩn một bên, con thì nói đỏ đẻ, cha thì chúm chím cười, tình cha con coi bộ kháng khích lắm. Lúc này trời đã tối, thị Lựu đốt đèn trong nhà rồi bước ra sân. Anh Sửu muốn giao đứa nhỏ lại cho vợ thì thị Lựu lại lên tiếng nói: Dữ không? Thứ gì bồng con có một chút rồi chết hay sao? Hễ thấy mặt thì lật đật giao liền hả? Anh Sửu bị vợ la, chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Anh xốc vác thằng nhỏ lên vai rồi thủng thẳng đi ra ngoài lộ. Thằng Tí với con Quyên cũng lăng xăng chạy theo. Lúc đó có một cái xe ở dưới Phú Tiên chạy lên, bụi bay mù mịt, bóp kèn sùm. Con Quyên nó bước ra đường, cha nó lật đật nắm tay kéo lại và lên tiếng nói: Nè con, ra ngoài làm gì? Xe cán chết á, đứng ở trong lề coi được rồi. Xe chạy ngang một cái vù, mấy cha con Trần Văn Sửu đứng nhìn trân trân. Anh Sửu dắt con đi dài theo lộ mà chơi. Gió thổi hiu hiu mát mặt, sao văng sáng đều trời, dế kêu rỉ rả ở bên chân, ngọn lúa quạt ngoài dưới ruộng. Thằng nhỏ vác trên vai buồn ngủ rồi nó ngủ khò, cho nên anh Sửu lần bước quay trở về nhà. Nhà lá ba căn xịt sạc phía ngoài, chính giữa có dọn một cái bàn thờ. Trước bàn thờ có lót một bộ ván dầu, lại có một cái ghế nghi. Ở bên tay mặt thấy có một cái cối xay lúa, còn giữa vách thì dựng nào là dằn xay, nào là chui cày, nào là cần câu, cuốc. Phản bên tay trái có một cây chổng tre nhỏ, còn trên vách thì móc thúng rổ, giỏ, vòng hái. Nhà chừa ra một cái cửa căn giữa, hai bên thì vừng vách lá khúc dưới, còn khúc trên thì gài tre có lỗ vuông vuông, trong đèn leo lét để trên ghế nghi, ánh sáng dội vô trong bàn thờ trống trơn. Duy nhất trên bàn có cái chậu nhỏ để cắm nhang, một cái lon sữa bò và một cái tô đá mà mẻ miệng hết một miếng bằng ngón tay. Trên vách có treo một bộ tượng bốn tấm, giấy đỏ chữ đen, mà tấm đầu lại bị đứt cái khúc dưới mất đi hết ba chữ. Anh Sử bước vô trong nhà thấy vắng teo thì lên tiếng kêu: À, em nó buồn ngủ rồi, đem nó vô trong buồng dỗ cho nó ngủ chút nè. Không nghe ai trả lời hết. Anh ta đi vô trong buồng thì cái mùng vợ còn vắt lên chứ chưa bỏ xuống. Cái giường trống trơn, không thấy vợ đâu hết. Anh đi vô trong bếp thì bếp cũng tối mò, không có vợ ở đó. Anh bồng con lên trên buồng, để con nằm trên giường, rồi mới vũ mùng bỏ xuống. Thằng nhỏ khóc kêu má mà má nó đâu mất, cho nên anh phải leo lên nằm với nó. Cách một hồi thằng nhỏ ngủ rồi, anh mới lén leo xuống mà bước đi ra ngoài. Thằng Tí với con Quyên đang nằm ở trên bộ ván mà chơi. Anh Sửu lại gần kéo cái ghế nghi rồi lấy trầu mà ăn. Con Quyên nó ngồi dậy, hai tay ôm vòng trên cổ cha nó và lên tiếng hỏi: Má đi đâu rồi ba? Chắc đi chơi đâu bên chợ mà. Má đi chơi mà má không dắt con đi. Dắt con đi làm gì? Dắt đi chơi. Thì chắc là má con đi có chuyện gì đó chứ đâu có phải đi chơi, sao mà dắt con theo? Chuyện gì con biết mà. Má đi qua bên Hương Hào mà chơi chứ chuyện gì. Ba dắt con đi chơi nghe ba. Đi rồi bỏ nhà sao con? Thì để anh Tí coi nhà. Rồi em nó thức dậy nó khóc rồi ai dỗ nó? Thôi ba nói thơ nghe đi ba. Thì thôi con nằm xuống đi. Rồi ba nói thơ cho con nghe. Con Quyên nó buông cổ ba nó rồi nằm chính giữa ván. Thằng Tí thì nằm đầu ván đằng kia, co chân lên gãi sồn sột. Anh Sửu kéo gối nằm ở đầu đằng này, rồi mới nói thơ Bạch Viên Tôn Cát một hồi rồi chuyển sang thơ Lục Vân Tiên. Anh ta gác tay qua trán, nhắm mắt hả miệng mà nói,
nói đã thèm rồi mới ngóc đầu lại nhìn con, thấy cả hai đứa nhỏ đều ngủ hết, anh ta mới im lặng. Thằng nhỏ nằm trong mùng, nó lại cựa mình, nó khóc qué lên. Anh Sửu lật đật chạy vô nằm một bên mà dỗ nó. Lúc đó thì Lựu đi chơi về, bước vô trong buồng thấy chồng nằm với con thì mới lên tiếng hỏi: làm giống gì vô nằm sầm sầm đó vậy? Thì thằng nhỏ nó khóc, tôi vô tôi dỗ nó mà. Đi đâu mà dữ vậy? Đi đâu hỏi làm giống gì? Không cho đi chơi bời gì hết sao? Tôi hỏi cho biết vậy mà. Tôi không có muốn hỏi gì hết á. Đi ra ngoài đi, vô nằm trên gối người ta rồi làm dính mồ hôi hôi rình ai chịu cho được. Nói gì mà kỳ vậy? Bộ tôi là trâu bò gì hay sao mà hôi? Không phải trâu bò gì hết á, mà cái hôi kỳ cục lắm, không ai chịu được đâu. Đi ra ngoài đi. Anh Sửu dở mùng leo xuống đất rồi thủng thẳng đi ra. Khi ra tới cửa buồng thấy giữa vách có hai cái lược, một cái dày một cái thưa, cho nên lấy luôn hai cái rồi ngồi dựa đèn xổ tóc ra mà chải. Anh ta gỡ lược thưa rồi mới bắt đầu chải lược dày. Chải mỗi cái đều kê gần đèn và bắt một vài con chí bỏ vô trong miệng mà cắn. Trống bên nhà Việt đã trở canh hai, anh ta mới chịu cất lược, sập cửa tắt đèn, rồi vô nằm chung với hai đứa con lớn mà ngủ. Anh Sửu năm nay đã được 35 tuổi rồi, còn vợ là Thị Lựu thì mới có 31 tuổi. Hai vợ chồng ăn ở với nhau hơn 13 năm, sanh được có 3 đứa con mà thôi. Thằng Tý 12 tuổi, con Quyên 6 tuổi, còn đứa nhỏ hơn hết tên là thằng Sung thì mới được có 3 tuổi. Anh Sửu gốc ở làng Trung Trạch, thuộc về tỉnh Vĩnh Long. Cha hồi trước làm làng, không biết là công lao được mấy năm mà lên tới chức hương bộ. Nhà thì nghèo, còn mẹ thì cứ bệnh hoài, cho nên lúc Sửu còn nhỏ thì anh ta cực khổ lắm. Khi anh được 20 tuổi, cha mẹ đều chết hết. Ở trong làng không có phương kế làm ăn, cho nên anh ta mới bán cái nhà rách được 7 đồng bạc, rồi ra ấp Phú Tiên thuộc làng Trung Nghĩa ở đậu nhà Hương Tuần Tam mà đi làm mướn. Hương Thị Tàu ở dòng Ké cũng thuộc làng Trung Nghĩa có một đứa con gái tên là Nguyễn Thị Lựu. Tuy nhà nghèo nhưng mà mặt mày sáng sủa, đi đứng dịu dàng. Vợ chết sớm, anh ta có vốn ít chút đồng bạc, cho nên lãnh bài sanh ý rồi mới mua hàng chút đỉnh như trầu cao, thuốc giấy, dầu lửa, bánh in mà bán với đứa con gái nhỏ. Anh Sửu thường ra chợ dòng Ké mà làm mướn, nghỉ trưa hay ghé quán của Hương Thị Tàu mà chơi. Hương Thị Tàu thấy anh Sửu côi cút, thiệt thà, siêng năng giỏi giắng, không bài bạc rượu chè thì đem lòng thương, cho nên mới kêu mà gả Thị Lựu, đòi góp các lễ có 40 đồng mà thôi. Anh Sửu thấy Thị Lựu thì phải lòng, mà cũng muốn có nơi nương dựa để làm ăn, cho nên tuy nghèo cũng phải ráng kiếm vai 40 đồng bạc để cưới vợ. Anh cưới vợ về rồi thì ở chung với cha vợ mà làm mướn. Năm đầu mắt vợ có thai nghén phải lo thuốc men, rồi kế đẻ ra thằng Tý tốn hao thêm nữa, cho nên anh Sửu trả nợ không nổi, phải xin trả tiền lời để vốn lại năm sau. Anh ta làm việc trái da phỏng tráng, quên ăn quên ngủ, làm hết sức hết hơi mà đến 5 năm mới dứt được hết nợ. Tới chừng Thị Lựu có thai con Quyên, chị sanh sứa đòi cất nhà riêng để mà ở. Anh Sửu không có tiền, nhưng mà bởi vì muốn vừa lòng vợ cho nên lại phải đi mượn 30 đồng bạc mà cất một cái nhà lá nhỏ 3 căn ở phía bên cầu, rồi hai vợ chồng mới dọn về mà ở. Hương Thị Tàu cũng thương con rể, muốn chúng nó ở chung hữu hỷ cho vui, mà Thị Lựu không biết nghĩ cho nên lại bỏ cha mà ra ở riêng, làm cho Hương Thị Tàu phiền trong lòng lắm. Bởi vậy vợ chồng anh Sửu dọn về nhà mới, Hương Thị Tàu không khi nào thèm bước chân tới nữa. Anh Sửu tính thật thà hiền hậu, cứ lo làm ăn, không tranh hơn thua với ai hết. Còn riêng Thị Lựu thì tánh tình bốc chát,
cứ lo ăn no dạo sớm tối ngày, không lo giúp đỡ chồng mà cũng ít lo việc ở trong bếp. Đã vậy mà chị ta còn hỗn ẩu với chồng, hễ chồng có nói động tới thì mắng chửi tưng bừng. Vợ chồng tánh nết khác nhau như vậy mà ở với nhau được là bởi vì anh Sửu luôn luôn nhịn mọi việc, nhịn cho đến những việc vợ quấy mà cũng không dám nói. Thị Lựu thấy vậy thì càng thêm lừng, ở trong nhà muốn làm cái gì thì cứ tự ý mà làm, đêm cũng giống như ngày, muốn đi đâu thì cũng tự do đi. Nhất là trong 4 năm sau đây, chị hay trang điểm, xe xua, nhà thì nghèo mà không biết chị ta làm thế nào mà có quần áo mới mặc hoài mà còn sắm được tới vòng đồng và dây chuyền nữa. Khi đẻ ra thằng Sung rồi, anh Sửu than với vợ không biết làm sao mướn ruộng cho được mà làm. Thị Lựu nghe nói thì hứ một tiếng rồi mới lên tiếng nói. Khó dữ không á. Anh Hương Hào quá đất cho bà Hương quản tồn cả ngàn công. Như muốn làm á thì ta nói rảnh để cho ít chục công mà làm chứ khó gì. Trần Văn Sửu nghe vợ nói như vậy thì mừng lắm, cho nên xúi vợ đi hỏi đất. Thiệt quả Thị Lựu đi một buổi thì mướn được cho chồng 30 công đất. Từ đó về sau anh Sửu mới có ruộng mà làm, mỗi năm té chừng 100 dạ lúa, vừa đủ cho vợ con ăn mà thôi. Cho nên trong mấy tháng gặt rồi phải đi làm thuê làm mướn, hoặc là đắp đất, hoặc là lợp nhà, chèo ghe, hoặc là vác lúa, mới có tiền mà mua sắm quần áo để tiêu xài với thiên hạ. Mấy người chân chất từ miệt dòng ké xuống tới Phú Tiên, ai thấy gia đạo của anh Sửu như vậy thì cũng cho là vô phước. Mà anh Sửu thì cứ lo an ổn, lo làm ăn như thường, không hề buồn về chuyện vợ con mà cũng không hề than phiền về chuyện cực khổ. Biết thủ phận thì khỏi mệt trí, biết nhịn nhục thì được an thân, ngặt vì người khôn ngoan giàu muốn cho lắm cũng khó làm được. Bởi vậy can thường hay tan rã và gia đình mới nguy nan. Qua tháng giêng, trong chốn thôn quê có cái thú vui vẻ phi thường, đường xá khô ráo, ra vô sạch sẽ, gió bắc hiu hiu mát mẻ, lúa ở ngoài đồng chỗ đang gặt thì đã chín tới rồi, cho nên đứng ngó mông thì thấy một vùng đỏ đỏ vàng vàng, đó chính là mồ hôi nước mắt của người nông phu chan rưới trót mấy tháng trường, mà cũng là cơm gạo áo quần của người nông phu trông cậy về năm sắp tới. Mới đầu canh tư thì tiếng còi túc nghe đều tứ hướng, đó là tiếng còi của chủ điền kêu công gặt dậy nấu cơm. Lối nửa giờ theo mấy bờ mẫu người ta đi có hàng, đó là bọn công gặt đi về, đàn bà chen lẫn với đàn ông, người nào cũng vui cười hớn hở. Anh Sửu mướn 30 công đất của bà Hưng quản tồn mà làm trong đồng Phú Tiên. Năm nay trúng mùa lúa đã chín, nhưng mà phải chờ 5-7 bữa nữa mới gặt được. Anh còn rảnh cho nên đi gặt mướn để kiếm tiền. Vì lúa trúng công gặt ít, gặt một công mà ăn tiền tới 6 cát bạc. Mỗi ngày gặt 2 công được 1 đồng 2, ở nhà thì uổng lắm. Đầu canh tư thức dậy lọ mọ nấu một nồi cơm để ăn, ăn phân nửa, còn phân nửa thì đem theo. Vợ con vẫn còn ngủ, mà anh cũng không muốn cho chúng nó thức dậy làm gì, cho nên vai mang vòng hái, tay xách gói cơm, dở cửa nhẹ nhẹ bước ra sân mà đi. Hướng tây mặt trăng vừa mới lặn, hướng đông sao mai đã mọc. Vì gần sáng cho nên trời trắng trắng mây giăng, vì sương xa cho nên trước mặt mờ mờ ánh mắt. Anh Sửu lầm lũi đi xuống đồng Phú Tiên, tới đám ruộng người ta kêu gạt thì gặp Hương Tuần Tam với thằng Xuyên ngồi trên bờ chờ sáng mặt rồi thì mới xuống đó mà gạt. Anh để gói cơm với cái vòng hái kế bên, rồi ngồi lại nói chuyện mà chơi. Thằng Xuyên lên tiếng hỏi anh Sửu. Hôm nay tôi không có đi phía dưới ruộng anh, nghe nói năm nay lúa trúng dữ lắm phải không anh? Cũng khá khá chứ cũng không có trúng dữ lắm. Anh sướng quá rồi làm bộ gì nữa. Sướng cái gì đây? Anh hỏi được đất của bà Hưng quản anh làm bộ không sướng à?
Tôi muốn mướn ít chục công làm để kiếm cơm ăn mà mướn không ra. Hương Tuần Tam ngồi kế bên lúc này mới cười và lên tiếng nói với thằng Xuyên. Nè, mày muốn làm ruộng thì kêu vợ mày làm quen với Hương Hào Hội thì tự nhiên là mày có đất liền chứ gì. Ủa, sao vậy? Thì vậy chứ sao. Nè, thằng Sửu này nó cũng nhờ vợ nó quen với Hương Hào Hội á, cho nên nó mới mướn được 30 công đất đó chứ. Nè, vợ mày nó còn nhỏ, không biết chừng mày còn mướn được nhiều hơn thằng Sửu nữa. Thằng Xuyên nó nghe nói như vậy, nó suy nghĩ một hồi rồi nó mới lên tiếng nói. Chú nói kỳ quá à, ai mà làm kỳ cục vậy? Vậy chứ mày thấy thằng Sửu ra sao? Nè, phải biết thí cái ruộng nhỏ mới có ruộng lớn mà cài mày. Thôi đi, tôi hả, thà chịu chết đói á, chứ đâu có làm cái chuyện khốn nạn gì được. Không chịu thì thôi chứ có làm gì la dữ vậy mày. Thằng Xuyên nó quay lại thấy anh Sửu ngồi ngơ ngơ, nó mới vỗ vai và lên tiếng hỏi. Sao anh chịu được vậy đó anh? Chịu cái gì? Thì chịu cái đó đó. Cái đó là cái gì? Anh để cho vợ anh quen với Hương Hào Hội chứ gì? Thì quen chứ đâu có sao. Hương Tuần Tam với thằng Xuyên nghe anh Sửu trả lời như vậy thì ngó nhau rồi cười rộ lên. Anh Sửu không hiểu gì hết, thấy người ta cười thì ngó lơ láo rồi cũng cười theo. Thằng Xuyên thấy bộ tịch của anh Sửu kỳ lạ quá, nó dằn không được cho nên nó nằm lăn trên bờ ôm bụng mà cười. Còn anh Sửu nghĩ là chắc thằng này nó muốn ngạo mình cái gì cho nên kéo tay nó và lên tiếng hỏi. Nè Xuyên, sao mày cười tao dữ vậy? Thằng Xuyên nó lại càng tức cười hơn nữa cho nên nó ngồi dậy gỡ tay anh Sửu mà chạy. Anh Sửu quay lại hỏi Hương Tuần Tam. Sao mà nó cười dữ vậy anh? Thì tại nó thấy mày ngu quá cho nên nó mới cười chứ sao. Ủa, ngu sao? Thôi mày không biết thì thôi, như mà mày có muốn biết á thì mày về nhà đó hỏi vợ mày á là biết liền thôi. Nói rõ ràng như vậy mà anh Sửu cũng chưa hiểu, cứ ngồi bơ bơ giống như thằng ngố. Chủ ruộng lúc này ra tới lại có dắt theo 5-6 công gặt nữa. Trời đã bắt đầu sáng mặt cho nên mọi người áp xuống ruộng phân nhau mà gặt lúa. Buổi sớm mai Trần Văn Sửu gặt hăng hái, lại hay nói chuyện với hai người gặt gần hai bên mình. Đến trưa gặt hết một công rồi, anh leo lên bờ ngồi nghỉ và mở gói cơm ra mà ăn. Một tay thì cầm con mắm sặc, một tay thì bóc cơm nguội. Trên đầu thì trời nắng, dưới chân thì lắm bùn mà anh ta ăn cô bộ ngon lắm. Ăn hết gói cơm rồi thì bước lại gần cái vũng bụm nước lên mà uống, rồi khoét mà rửa mặt. Tới chừng anh ta trở lên bờ, thấy Hương Tuần Tam đang ngồi sửa soạn mở gói cơm ra mà ăn, anh ta mới ngồi kế một bên và lên tiếng hỏi. Hồi sáng sao mà Xuyên nó cười tôi dữ vậy anh? Anh giải thích giùm cho tôi một chút coi. Bộ thiệt mày không hiểu hả? Tôi đâu có hiểu gì. Ôi, tội nghiệp mày, thằng dại quá. Vợ mày á, nó lấy Hương Hào Hội, tao nói mí mí mà mày cũng không hiểu, cho nên nó cười mày chứ gì. Anh Sửu nghe nói thì chưng hửng, ngồi ngó Hương Tuần Tam trân trân rồi mới lên tiếng hỏi. Vợ tôi lấy Hương Hào Hội hả? Đâu có đâu. Anh bày đặt, anh ai nói với anh kỳ vậy? Trời đất ơi, thiên hạ đó người ta nói tràn đồng hết trơn á, có một mình mày á là ngu quá cho nên mày không biết thôi. Lấy mà lấy hồi nào? Lấy ở đâu? Ơi cái thằng khéo hỏi. Lấy hả, đã cả mấy năm nay rồi, còn đẻ ra đứa con nữa đó mà mày còn chưa hay nữa. Ôi à, tội nghiệp mày quá. Nè, mày về mày coi lại thằng con mày á, coi giống Hương Hào Hội hay là giống mày thì biết. Anh Sửu nghe nói mấy lời dường như xét đánh bên tai, ngồi chết trân, tai níu bụi cỏ, mắt thì ngó ra ngoài đồng, không nói được tiếng nào hết.
Hương Tần Tam mới nuốt một ngụm cơm rồi mới lên tiếng nói. Nè, cũng tại mày, hồi đó đó, mày cưới vợ đẹp quá cho nên bây giờ mới vậy thôi. Anh Sửu thở dài một cái rồi đứng dậy. Trời nắng chang chang, không gặt đều lên bờ kiếm mấy bóng cây mà ngồi nghỉ. Anh Sửu lại xách cái vòng hái bước xuống ruộng rồi tiếp tục gặt nữa. Mấy người thợ gặt kia lấy làm kỳ cho nên kêu om sòm. Anh Sửu không thèm nói mà cứ làm lũi gặt hoài. Anh ta gặt riết đến xế đủ hai công rồi mới mang vòng hái đi về trước một mình, không nói một tiếng nào hết. Tí với con Quyên đang chơi trước cửa, thấy cha đi gạt về thì lật đật chạy ra sân mà mừng. Thở này anh Sửu hãy đi đâu về thì hay bồng con Quyên lên mà nựng. Bữa nay anh ta lại thẫn thờ, bỏ đi thẳng vào trong nhà, máng cái vòng hái lên vách rồi mới lên tiếng hỏi thằng Tí. Ờ, má con đi đâu rồi? Má con ngủ với em trong mùng á. Từ hồi sớm mơ tới giờ, Hương hào hội có ghé đây không? Dạ không có. Anh Sửu đi tắm rồi mới vô trong buồng lấy quần áo sạch ra mà mặc. Lúc này thị lụ giật mình thức dậy, thấy chồng đang đứng mặc áo thì mới lên tiếng hỏi chồng. Bữa nay sao về sớm vậy? Anh Sửu lặng thinh bỏ ra ngoài trước không thèm trả lời. Anh múc một tô nước uống rồi mới đi xuống nhà bếp, leo lên võng mà nằm gác tay qua trán, mắt liêm diêm. Thị lụ xúc miệng rửa mặt, tim trầu nhai nhóc nhách rồi đi lấy nồi vo gạo nấu cơm. Nồi cơm vừa bắt lên bếp thì thằng Sung thức dậy khóc om sòm ở trong mùng. Thị lụ mới lên tiếng nói với chồng. Lên bồng con dỗ nó một chút đi, đặng ta nấu cơm cho con ăn. Đi về rồi nằm ngửa hoài đó hay sao? Anh Sửu mới ngồi dậy rồi đi lên bồng thằng Sung ra trước cửa mà đứng. Thằng Tí với con Quyên chạy theo đứng một bên mà chơi. Anh Sửu ngó hai đứa lớn rồi nhìn lại thằng Sung đang bồng ở trên tay. Mà quả thật thằng Sung không giống hai đứa kia chút nào, mà gương mặt của nó coi hình như giống như gương mặt của Hương Hào Hội. Anh ta nhìn mấy đứa con rồi nhíu mày sụ mặt với sắc mặt buồn hiu. Anh để thằng Sung đứng dưới đất cho nó chơi với hai đứa kia, rồi anh ta lên ngồi chống tay lên trên cái ghế nghi mà nhìn ra ngoài sân. Con gà mái xám đang dắt bầy con đi ăn, mẹ con xúm lại bươi cây ớt. Con gà trống chạy lại muốn dè đạp mái, dặm đám rau tan nát gần hết. Anh Sửu ngồi ngó trân trân mà không la không đuổi gà. Thằng Sung đòi đồ chơi của con Quyên mà đòi hoài không được cho nên nó dậm chân khóc om sòm. Anh Sửu ngồi một bên mà cũng không la không rầy, không hay là mấy đứa con đang la khóc. Cơm chín cá hầm rồi, thị lụ mới kêu chồng vô ăn cơm. Anh Sửu ngồi ăn cơm với vợ mà không nhìn mặt vợ, cứ cúi mặt ngó xuống mâm cơm hoài, không nói không cười mà khôi bộ buồn hiu, hình như đang tính chuyện gì quan trọng lắm. Anh Sửu ăn cơm rồi liền bỏ đi ra ngoài lộ. Con Quyên nó chạy theo, nó kêu: "Ba ơi, chờ con đi với ba." "Ở nhà, đừng có đi theo." Thở nay anh Sửu nói với con thì dịu dàng. Hôm nay con Quyên nghe cha nó nói sẵn, không hiểu sao mà cha nó giận cho nên nó sợ, sụ mặt rồi riêu riếu trở lại không dám đi theo. Mặt trời chen lặng, gió thổi lao xao. Mấy đứa chăn trâu thấy trời gần tối cho nên đuổi trâu về chuồng. Trâu đi dưới ruộng ní na ní nần, mấy đứa chăn cởi trên lưng hát rắm ra rắm rít. Anh Sửu chắp tay sau đít đi thơ thẩn trên mặt lộ, mắt nhìn cảnh vật mà không thấy gì hết. Trí nhớ tới vợ con thì trong lòng buồn bực vô cùng. Thằng Sáu Thiên đi xóm về, nó gặp cho nên nó lên tiếng chào anh. "À, anh đi đâu vậy anh Sửu?" Anh Sửu giật mình ngước mặt lên chân hững và ú ớ trả lời: Đi chơi thôi mà." Trời đã tối, anh Sửu đi chơi mỏi cẳng cho nên ngồi trên lề đường mà nghỉ chân. Anh ngồi chống càm lên đầu gối, lấy ngón tay vẽ hình trên cát mà suy nghĩ việc nhà. Mấy năm nay quả thật Hương Hào Hội hay ghé nhà mình, mà mình có ý coi lần nào Hương Hào Hội ghé
thì vợ mình cũng lo trầu nước lăn xăng có bộ niềm nở lắm. Tuy vậy mà mình không thấy Hưng hào hội chọc ghẹo, giỡn hớt với vợ mình. Mình không thấy hai bên nói chuyện với nhau. Vợ mình cũng không có ý muốn để bỏ mình. Tánh vợ mình hỗn ẩu hay mắng nhiếc mình. Mà mắng thì mắng chứ vợ chồng cũng ở với nhau như thường. Nếu mà vợ mình nó lấy Hưng hào hội thì chắc nó bỏ mình rồi. Chứ lý nào nếu nó không thương mình nữa mà nó còn ở với mình. Hương Tuần Tam nói thiên hạ đều biết là Hương Hào Hội lấy vợ mình. Không biết là có gặp hay sao mà họ lại nói chắc như vậy. Hay là họ thấy Hương Hào Hội để ruộng cho mình làm. Họ ganh ghét cho nên kiếm chuyện đặt điều nói xấu cho Hương Hào Hội với vợ mình. Hương Hào là người có ăn, lại có vợ con tử tế. Không lẽ nào đi lấy vợ của mình để làm cái gì? Nếu mà vợ mình với Hương Hào Hội không có chuyện gì với nhau thì tại sao thiên hạ lại dám nói? Mà tại sao hình như thằng Sung lại giống con của Hương Hào Hội nhiều quá vậy? Chuyện này thật là khó nghĩ, phải hỏi cho ra ngay, ra giang mới được. Mình phải hỏi gắt vợ mình, nếu mà nó lấy Hương Hào Hội thì mình đuổi phức nó đi cho rồi. Mình giao thằng Sung cho nó đem đi đâu thì đi cho rảnh. Mình bắt thằng Tý với con Quyên mà thôi. Anh Sửu nghĩ như vậy rồi mới thủng thẳng đi về nhà.